các bạn nhá, hiện tại thì đang chuẩn bị dán cho em trai cái, em ơi cầm cho anh với, dán cho em trai cái bộ cần gạt mưa các bạn này, bộ cần gạt mưa đấy, với cả mấy con chụp take hàng mạ cao độ này, em cầm luôn đi. Đấy, trước khi dán thì với những cái trời mưa như này thì các bạn nhớ là lau vệ sinh sạch sẽ cho mình nha các bạn nhá. Anh em nhớ là các bạn phải lau vệ sinh sạch sẽ giúp mình nhá. Đấy, các bạn nhớ là phải lau nhá, các bạn nhớ là phải lau cái này cần cho nó sạch đi, các bạn dán là mới ăn keo nhá các bạn nhá. Đấy, các bạn nhớ là lau cho mình đi nha các bạn nhá. Cái này thì lái phụ một chiều các bạn nhé, các bạn chỉ việc bóc con dính bên trong này, các bạn ấn vào đây là xong này. Đấy, rất là đơn giản luôn. Đó các bạn thấy không, cực kỳ là đơn giản, mọi thứ nó có form hết rồi các bạn nhé, các bạn yên tâm là các bạn không sợ hỏng đâu, không sợ lệch đâu, mọi thứ nó có form hết rồi, các bạn cứ thế bóc ra dán vào cho mình như này thôi. Đấy, cái này thì của em bị mất cái này, để anh vào anh tìm bóc mấy chục take các bạn nhé. Chú ta kê này, chú ta kê rác 41, các bạn ấn vào là xong thôi. Đó các bạn thấy không, rất là đơn giản luôn. Đấy, anh em ấn ra này xong luôn. Đó, rất đơn giản. Đấy, cái này anh em hay bị rơi mất các bạn ạ. Cái nhựa nhựa lên này anh em hay bị rơi mất lắm. Cái này thì không đúng hàng của nó đâu, nhưng mà thôi mình ấn vào cho em ấy, cho nó nhìn cho nó đẹp, và xong đó mình dán cái kia vào thì nó không bị bung. Đấy, cái hàng này nó, đấy các bạn ạ, cái này hay bị bung lắm. Đấy, không có cái này thì không dán được cái này. Em để ý cái này nhá. Cái này thì keo nó dán chắc rồi đấy, nhưng mà vấn đề là khi nào mà xin được ông nào ấy lắp nhựa này ấy, thì là đúng của nó hơn. Cái này của nó không đúng của nó đâu, nhưng anh phải dán vào thì nó mới dán ăn cái được. Đấy, ok nha các bạn nhá. Đẹp không? À, chờ em trai đây các bạn. Rất đẹp luôn. Tí mình sẽ bảo em mình dã còi cho các bạn xem nhá. Thế rất là to luôn. Đấy, tí khi nào em mình đi di chuyển thì mình sẽ bảo em mình dán còi cho các bạn xem nhá. 500 này. Tiền từ Tết à? Giờ em 150 này. 50 của em này. Rồi, tiền lẻ để túi kia đây. Rồi, tôi cũng đã xong cho bạn các bạn nhá. Đây, style của em trai cũng rất là đẹp luôn. Cái này bạn tự design các bạn nhá. Đấy, coi cho bạn xem qua này. Đây, bạn thì sẽ di chuyển xong rồi anh em sẽ nghe tiếng còi của bạn ấy nhá. Bạn độ còi hơi nghe rất là hay luôn. Đấy, các bạn thấy không? Đây, sử dụng đây cho bạn đi di chuyển. Đây, đây, đây. Thank you em nhá. Có gì anh em nhớ ủng hộ mình nhá. Theo số điện thoại là 0978 23083 và 09788 23038, các bạn nhớ vào đúng cái phụ tùng luôn và đức dành cho mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây, sáng sớm ngay ra thì vừa mới dọn hàng xong, anh em qua ủng hộ rất là đông, cảm ơn mọi người.